Vâng, thì hôm nay ngày 22 tháng 6, Quốc Hùng xin chào tất cả các bác. Thì hôm nay thì em có về được một số sản phẩm bao Yamaha để phục vụ anh em, và cũng như những dòng bao Mỹ nhập rất là nhiều để phục vụ anh em nha. Thì đối với những cái dòng bao Yamaha này thì anh em không còn xa lạ gì với em nữa nha. Đó thì bán rất là nhiều rồi. Lô đợt trước thì nó về 11 con VU đèn VU đó nè, và 2020 đó, và 4 con trơn thì đã bán hết rồi. Thì hôm nay lại về tiếp nha. Lô này thì rất nhiều, cũng rất là nhiều. Thì gồm có 2 4 5 con 2020, hai con 2200 rồi có VUX nha anh, và 4 con 2020 trơn nha. Tất cả rất đẹp, em để hết đây rồi. Dòng Mỹ thì có QXC và Cover nha anh. Rồi ra thì còn có Victor 300, Ramsar 920 và một con bao của Đức, đó là Airway. Airway từ thương hiệu của là Vitex của Electroboy nha nè. Có mã là B1200. Rồi thì em sẽ đi vào chi tiết những cái sản phẩm quay cận cảnh cho anh em. Thì hàng về thì ngồi còn nguyên bụi bặm đó, em để lên đó cho anh em xem luôn, trực tiếp luôn nha. Rồi em sẽ vệ sinh sau và giới thiệu anh em sau về từng con nha. Rồi thì đây là cái con Airway B1200. Thì con này đánh 20 20 con sò sắt Motorola của hãng Mexico, và gồm 4 bộ áp thang rất bự, và hai một tên phôi xiến và hai tụ lực nguồn nha. 4 tụ lực nguồn nha anh. Con này thì công suất nó là 500W đối với lò 4 ohm và 1000W đối với lò 8 ohm. Điện thì 100V. Con này rất là đẹp nha. Rất là ok. Thì anh em nào chơi những dòng này thì alo em nha. Con này thì em bán với giá tầm như gần 9 triệu nha anh, 9 triệu. Dưới là một con QXC MX1503, thì hôm trước có về được 3 con thì đã bán hết rồi, hôm nay vừa tiếp được con nữa nha. Như bụi bặm nha, chưa vệ sinh chưa gì hết. 1503 thì con này em vẫn bán với giá là 7 triệu nha nè, 7 triệu. Rồi tiếp theo Yamaha BC2002. Thì những cái dòng này thì quá ok rồi nha. Em bán với giá là với mức giá là 9 triệu nha. Thì cái clip trước thì em có đăng bán là 7 triệu con này nha. Với 3 ngày đầu tháng anh em làm mở hàng nha. Đó. Trong vòng 3 ngày, ngày 1, ngày 2, ngày 3, thì hôm nay ngày 2 rồi, ngày mai nữa, thì anh em nào mua cái dòng mà BC202 này thì em vẫn mới bán với giá là 7 triệu nha. Còn mà anh em qua ngày 3 rồi á, thì anh em mua thì nó nằm ở mức giá là 8 triệu rưỡi, 9 triệu nha. 2 BC202M, xin lỗi anh em, 202 trơn. Đó. Được 2 con, 4 con. 4 con thì là có một bác chốt một con rồi. Tiếp theo là con B2200. Đó. Dòng này thì nó trong mặt đen này, rồi con này mặt trắng này. Thì dòng này thì nó chạy sò ít hơn và công suất thấp hơn, nhưng mà không trên lệch không quá nhiều nha anh em. Con này 12 sò sen ken và công suất là 300W. Thì BC202M thì nó cũng là 16 sò sen ken và công suất là 350 nha. Thì con BC2200 này mang với giá là 9 triệu rưỡi nha, 9 triệu rưỡi bao ship toàn quốc cho anh em nha. Và đây là tất cả 5 con bao Yamaha BC2002M đó, anh em có thể thấy nha. Đó. Về còn nghiêng bụi bãi nha.
À, vừa chân xong là đẹp keng hết nha anh em. À, bụi nha. Em thấy bụi nó dính nha. Xốp còn dính luôn. Bụi quá trời bụi luôn. Bỏ kho mà. Thằng bãi mà nè. Đó. Thì những dòng này thì giá đợt này em vừa rất là tốt nha anh em. Rất là tốt. Nên em bán giá là 11 triệu 500 ngàn. 11 triệu 500 ngàn nha. Bảo chí toàn quốc cho anh em. Nên nói chung là hàm cái lô nào về giá tốt thì em phân phối với anh em giá tốt. Đó, để anh em có thể sử dụng những sản phẩm bên trong thành phố Hồ. Và những cái lô nào mà giá nó cao thì em phân phối nó cao hơn một tí do giá vận chuyến nha. Thì những bác nào mà mua trước có giá nó cao hơn tí thì các bác thông cảm giùm em nha. Đó. Các bác đừng so sánh tại sao thì cái lô trước về giá cao thì lô này thì bán lại giá nó thấp hơn tí, nhưng nói chung là em nhập về tùy theo lô nha anh em, tùy theo được nó về giá nó ok thì bên lái nó bên trong nó để lại em giá ok thì em cũng phân phối cho anh em giá nó ok hơn, giá nó mềm hơn để cho anh em chơi. Rồi đó, tất cả 5 con rất đẹp luôn. Thì con này thì những dòng này thì nó chạy hai đời nha anh em, hai đời dòng chạy sò Mexico, Motola và dòng sẽ cho sân kênh nha. Thì những con này em chưa tháo ra nên chưa biết là nó chạy sò gì nha anh em. Rồi giá 11 triệu 500 bao ship. Anh em nào yêu thì liên hệ em. Đây là BC 2000 2200 thì với giá là 9 triệu rưỡi nha. Rất là ok luôn. Tiếp theo là hai con Yamaha BC 2002 trơn. Đó. Thì giá là 8 triệu 500 ngàn. Ramsa 920. Đẹp keng luôn nha. Giá là 6 triệu 500 ngàn nha, 6 triệu 500 ngàn, giá vẫn như thế cho nè. Victor A300, Victor A300 thì con này về mất nắp nha, mất hai nắp trước đây, thì con này mới kết sạc luôn, mà nó mất hai nắp trước đây, thì em bán bớt cho anh em 500 ngàn, đấy, em bán với giá là 6 triệu rưỡi nha, 6 triệu rưỡi, đó, không có nắp 6 triệu rưỡi, anh em nào mua liên hệ em, Victor 300. Bình thường em bán trước em bán 7 triệu nha. Nếu mà đợt này về thì con này thì nó về bên kia nó báo giá thì nó hơi lên tí, lên 300 ngàn thì em có thể bán 7 triệu rưỡi, nhưng mà em không bán 7 triệu rưỡi nha. Thì con này nó mất nắp rồi, mất hai cái nắp ở đây mày trước, nên là em bán 6 triệu rưỡi nha. Đó, 6 triệu rưỡi nhanh cho anh em là chốt cái con bao Victor A300 này. Và con tiếp theo là con Cover BT1800, dòng bao khủng của Cover nha. Thì con này về bên em đó, anh em có thể thấy rất là đẹp luôn nha, rất là đẹp. Hầm hố gấu, con này cực kỳ nặng nha. Trên 20 kg nha, tầm khoảng 25 kg. Rất là nặng. Độ đó. Con này dòng Cover cực gấu và cực hiếm. Thị trường Việt Nam như là không có con thứ hai nha anh em, dòng BT 1800 không có con thứ hai. Đó, con này nó cực hiếm ở chỗ nào anh em sẽ quay cho anh em xem. Đây, con này là hai nguồn rời nha, hai nguồn rời luôn nha anh em, dây nguồn riêng nó cho em luôn, nó sử dụng hai dây nguồn nha. Đó, công suất nó cực khủng và nói chung là nó hai con đói tích hợp vào trong một nha. Đó, hai con đói tích hợp vào trong một. Con này em bán giá với giá là 14 triệu nha nè, 14 triệu. Cover BT 1800, nó về tiêu vệ sinh như thế nè. Đây. Đây là hai công tắc của nó nè, kênh 1 và kênh 2. Mỗi kênh là chạy một nguồn riêng biệt nha anh em. Nó giống như cái con khủng long Ramsa 9440 đó. Nó chạy hai nguồn riêng biệt, nhưng mà
Điều đặc biệt là con này nó chạy hai sợi dây nguồn luôn. Mỗi sợi dây nguồn là cấp điện cho một vế, nó là một cái nguồn riêng. Hai tên phô nguồn rời này rất là bự. Nói chung là dòng này rất là độc nha anh em. Giá 14 triệu nha. 14 triệu bao ship toàn quốc cho anh em. Thì anh em nào yêu những dòng này thì liên hệ em. Rồi. Đó là tất cả những mấy sản phẩm bên em về hôm nay và báo giá cho anh em. Thì anh em thợ thời thì mua lô thì liên hệ em giá cực tốt nha. Liên hệ em để giá cực tốt cho anh em. Còn giá khách thì em đã báo rồi nha. Giá khách thì bán lẻ thì em đã báo rồi. Thì nói chung là giá em đã cân đối cho anh em trước khi làm clip báo giá cho anh em đã cân đối ok hết rồi. Thì anh em xem kênh thì đừng quên cho Quốc Hùng một like nha, và đăng ký kênh để ủng hộ kênh anh em, và cũng như là bấm vào chuông để theo dõi những cái sản phẩm mới nhất em đăng lên. Rồi, chào tạm biệt anh em và hẹn anh em ở clip sau nha. Tất cả những sản phẩm mà khám bên em nha. Cảm ơn anh em đã theo dõi video và hẹn anh em ở clip sau.